Cùng bạn đọc sách xin chào các bạn và các em. Các bạn và các em thân mến, bộ quần áo mới của Hoàng đế là một truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn Đan Mạch Hans Christian Andersen. Một câu chuyện hài hước nhưng mang lại một triết lý rất sâu sắc. Trong chuyên mục dành cho thiếu nhi hôm nay, cùng bạn đọc sách sẽ kể cho các em nghe chuyện Bộ quần áo mới của Hoàng đế của Andersen. Chuyện kể rằng, ngày xưa có một vị hoàng đế rất thích mặc quần áo đẹp nên đã chi rất nhiều tiền để may các bộ y phục đẹp. Ngài không thiết gì đến binh sĩ, xem hát, vào rừng chơi. Lúc nào cũng chỉ thích khoe quần áo mới và thay quần áo. Hoàng đế ở một kinh đô lớn, hàng ngày không ngớt người nước ngoài lui tới. Một ngày kia, có hai tên vô lại, tự xưng là thợ dệt tới hoàng cung, nói rằng chúng biết dệt một thứ vải rất đẹp. Không chỉ màu sắc và hoa văn hết sức đẹp, mà những quần áo may bằng vải này có một đặc tính kỳ lạ, là chúng trở nên vô hình đối với những kẻ không làm tròn phận sự hoặc quá ngu độn. Hoàng đế tin lời hai kẻ lừa đảo này nên cho chúng rất nhiều tiền và cung cấp tơ lụa cũng như sợi vàng để chúng dệt vải may trang phục cho mình. Hai kẻ lừa đảo bày ra hai khung cửi, ngồi giả vờ làm các thao tác ra vẻ như đang bận rộn để dệt vải, nhưng tuyệt nhiên không có tí gì trên khung cửi. Ít hôm sau, hoàng đế sai viên quan thân tín của mình tới xem việc dệt vải đã tiến hành tới đâu và vải dệt có đẹp không. Viên quan già tới phòng dệt, thấy hai tên lừa đảo này đang ngồi giả vờ dệt trước hai khung dệt. Chúng mời ông tới gần khung dệt và hỏi: "Ngài thấy vải này có đẹp không?" Ông mở to mắt nhìn mà không thấy vải nào, chỉ thấy hai khung dệt trống rỗng, nhưng không dám nói ra. Ông nghĩ bụng: "Trời ơi, chắc ta không xứng với chức vụ hoặc quá ngu xuẩn nên không nhìn thấy vải rồi." Ông bèn giả vờ làm ra vẻ nhìn thấy vải đẹp, hết sức khen ngợi và hứa sẽ tâu trình lên hoàng đế. Chờ lâu sốt ruột, hoàng đế đích thân dẫn đoàn tùy tùng tới xem vải của hai tên lừa đảo. Ngài cũng chỉ thấy hai tên lừa đảo đang ngồi giả vờ dệt, nhưng cũng chẳng thấy tấm vải nào trên khung dệt. Hoàng đế nghĩ bụng: "Quái lạ, sao ta cũng chẳng nhìn thấy vải vóc nào? Hay là ta không xứng để làm hoàng đế nhỉ?" Nghĩ vậy, nhưng ông cũng không nói ra và luôn miệng khen vải đẹp lắm. Tới lượt đoàn tùy tùng vào xem, cũng chẳng ai nhìn thấy vải vóc nào, nhưng không ai dám nói ra điều đó. Trái lại, họ đều cất tiếng khen vải đẹp và khuyên hoàng đế hãy lấy vải vô song này may bộ y phục mới để mặc trong cuộc diễu hành sắp tới. Hoàng đế bèn ra lệnh cho hai tên vô lại lấy vải mới dệt, cắt may cho mình một bộ y phục. Hai tên lừa đảo giả vờ cầm kéo cắt vải, rồi cầm kim không sâu chỉ giả vờ may. Tới ngày lễ hội, hoàng đế tới phòng dệt, hai tên thợ may giơ tay lên trời như nâng vật gì và tâu: "Đây là quần và áo bào ạ. Bộ này hết sức đẹp, lại nhẹ như tơ. Ngài mặc vào sẽ có cảm tưởng nhẹ tênh như không mặc gì trên người." Bọn định thần chẳng nhìn thấy gì, nhưng cũng phụ họa liều: "Đúng đấy, muôn tàu thánh thượng, cúi xin bệ hạ cởi quần áo ra, chúng thần xin mặc quần áo mới cho bệ hạ." Hoàng đế cởi hết quần áo đang mặc ra, hai tên đại bợm làm ra bộ mặc vào người cho hoàng đế bộ quần áo mới may. Hoàng đế mặc bộ quần áo mới, hãnh diện đi diễu hành trước các quan và dân chúng đứng chào ở hai bên lề đường. Mọi người đều cất tiếng khen ngợi bộ y phục mới của hoàng đế. Bỗng một đứa trẻ kia thốt lên: "Kìa, hoàng đế cởi chuông kìa." Lời nói của đứa bé được truyền tai từ người nọ sang người kia. Cuối cùng đám dân đều hô: "Kìa, hoàng đế cởi chuông." Có một thằng bé bảo: "Kìa, hoàng đế cởi chuông kìa." Cuối cùng toàn thể nhân dân đều kêu lên: "Hoàng đế cởi chuông thật." Hoàng đế tuy biết rằng đám dân này nói đúng, nhưng ông vẫn phải tiếp tục cuộc diễu hành của mình. Các quan thị vệ vẫn đi đằng sau, đỡ lấy cái đuôi áo tưởng tượng. Các bạn thân mến, câu chuyện thật khôi hài phải không nào?
chuyện không chỉ châm biếm thói xa hoa phù phiếm của hoàng đế và thói xu nịnh của bọn nịnh thần, mà còn lên án tâm lý A-dua theo đám đông không cần biết đúng sai của số đông người trong xã hội. Câu bộ quần áo mới của hoàng đế đã trở thành một thành ngữ trong cuộc sống hôm nay. Andersen còn rất nhiều câu chuyện hay khác đang chờ các bạn và các em tìm đọc. Chúc các bạn và các em luôn hứng khởi và tràn ngập niềm vui với những cuốn sách bổ ích và lý thú.